đó, quay chụp ảnh hôm nay, quay chụp ảnh phát trực tiếp cho những người như thế. Ông muốn phát trực tiếp quay mặt mình thì là lần trước mình nhìn thấy thì mình cũng lại bấm một cái chút xoay xoay của máy ảnh phát quay mặt mình lần trước. Cái phát trực tiếp này tôi khi mình cũng phải biết mình hát hòa, mình ngồi mình hát hòa ấy. Hát thì quan trọng. Mình muốn có cái gì đấy, mặt hàng gì đấy mình muốn phát trực tiếp, mình live stream ấy thì mình vào mình phát trực tiếp cho người ta xem, người ta bình luận thì nó sẽ hiện lên ở đấy. Không muốn đăng bài của mình Facebook thì không cũng vào đấy. Cũng vào các bạn đăng những gì này. Cũng vào đây các bạn có video ở đây. Đấy, những cái bạn này ông muốn nói gì thì ông nói, ông viết vào đấy. Nhưng tôi không muốn gì thì mình phát ra. Không vào nữa. Vào đây cho bạn đang nghĩ gì thì nó sẽ hiện ra những cái gì. Ông muốn nói cái gì ở đấy thì nó sẽ hiện lên ở đấy. Mắt loá đây, mắt dấp dính thì điện thoại nhiều. Mắt người già nó yếu mắt phải không? Xem điện thoại nhiều nó mà nó mà. Nhưng ông mua cái lọ thuốc rửa mắt ấy. Rửa rồi, rửa rồi. Loại dưỡng mắt ấy. Loại dưỡng mắt ấy. Loại xanh xanh ấy. Loại lưu vi loto loại dưỡng mắt. Loại xanh xanh. Con hay đỏ lắm, đục lăng ấy. Vâng. Đó đấy nó tốt cho mắt.